đến cái gì đây không? Vô đây. Anh hiểu với em Hùng. Thế là con robot của anh hiểu. Đây, đây con robot hồi nhỏ của anh hiểu. Robot hồi cha của Hùng. Đấy, anh hiểu sao Hùng có con robot đấy. Robot này có thể biến thành máy bay nữa các bạn. Các bạn chỉ cần lắp chân vào nó cho nó nhìn này này. Sau đó các bạn để nó nhìn này. Ở phần tay thì các bạn sẽ có một cái lỗ ở đây. Đây. Mình sẽ lắp cho các bạn xem. Em sẽ lắp cho các bạn xem nha. Rồi, em cùng lắp thôi chậm. Rồi, anh đã lắp xong rồi. Đây là một chiếc máy bay. Một chiếc máy bay á. Các bạn ơi, đây anh sẽ lắp thật cùng hơn. Xin lỗi các bạn, em ngã rồi. Em đây đây là hai cái xe. Các bạn chỉ cần làm ngược lại là sẽ lắp được con robot thôi. Đây lắp lại con robot đi Hùng ơi. Rồi hai anh em sẽ chiến đấu với nhau. Rồi, bây giờ Hùng sẽ ngồi sang bên này. Em sẽ ngồi sang bên này để chiến đấu. Sao này là sao Hùng nhìn nó không có mặt được? Hùng sẽ đang lo là không nhìn thấy mặt Hùng. Ok, không sao. Một lúc thôi. Sao nhìn thấy cái mặt của anh Hiếu như thế này? Thôi, không sao mà. Đây, mặt của anh Hiếu có nhìn thấy đâu. Đi, chiến đấu. Đánh. Vừa chân. Ủa, con của Hùng đá anh Hiếu à? Một cái chân ra. Đây bây giờ anh sẽ đắp lại cái chân cho em Hùng. Rồi xong rồi. Đây bây giờ anh sẽ đắp cho Hùng. Wow, con của Hùng ngã chết ưa. Nó không đánh anh Hiếu. Đánh em này đánh Hiếu. Rồi con của anh Hiếu đã chết ưa. Chết ưa kiểu gì? Bây giờ con của anh Hiếu sẽ đánh con của Hùng. Con của Hùng đã bị cái chân của mình. Bạn nhiều quá đi ơi. Bây giờ em Hùng đã không lắp được và nhờ anh lắp. Bây giờ đến lượt anh sẽ đánh em Hùng. Ơ đánh này, đánh chết rồi mà. Từ không phải ngồi ra đây chứ, ngồi chết máy quay rồi. Các sao các bạn nhìn thấy được. Đây. Bây giờ sẽ đấu lại. Đó. Hai em đã không sao. Đây. Bây giờ anh sẽ biến hình máy bay. Hiếu đã trở lại rồi đây. Lúc này anh đang nghỉ để cho hai robot nghỉ ngơi. Bây giờ anh sẽ tiếp tục em chiến đấu với em Hùng. Em Hùng đã em Hùng này đã không mất được rồi. Em Hùng quá. Đây xong rồi. Hùng không bay được mà. Em không có cái máy bay đâu. Nó có cánh rồi. Rồi hai con của nó đi. Bay bắn bùm 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 bùm. Con và con cánh của anh Hiếu đã chết. Con của anh Hiếu đã chết. Đứng lên đầu. Đây con của em Hùng đã bay xuống và đáp trên người anh Hiếu. Ngon tèn. Em Hùng nha. Em Hùng. Ơi em Hùng này đang gối ra nghịch. Để đi làm. Đây là hai robot của chúng ta. Đây. Rất đẹp đúng không? Đấy em Hùng đang gối đấy. Đây em Hùng đang gối ra. Để em làm chứ. Đây em Hùng đã mệt và đang nằm. Đây. Xem kỹ lại lần nữa nhá. Sao Hùng không? Nếu các em thấy thích thì hãy để lại một like. Đừng quên chia sẻ và đăng ký giúp anh nhá.
sẽ đến trên máy bay. Hẹn gặp lại các bạn.